Trường Cao đẳng Công nghệ Vietronics vừa tổ chức lễ xuất quân tham dự vòng chung kết cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 2015. Đây là năm đầu tiên nhà trường tham gia với 3 đội thi. Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 145 đội đến từ các trường đại học cao đẳng trong cả nước, các tổ chức đơn vị cá nhân có xe tự chế. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền về bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Trường Cao đẳng Công nghệ Vietronics dự thi với sản phẩm sử dụng thuật toán tối ưu kết hợp luật điều khiển thích nghi trong tiết kiệm nhiên liệu, kiểm soát mômen xoắn cho xe sử dụng động cơ xăng một xi lanh. Khung xe được chế tạo bằng thép hộp cứng, vỏ xe bằng vật liệu polyester và sợi thủy tinh. Thông qua chương trình thì rèn luyện cho sinh viên của chúng tôi cái khả năng làm việc nhóm, làm việc tập thể và học hỏi được rất nhiều vào các kỹ thuật chế tạo. Trong đó có kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật điện, điện tử và kỹ thuật máy cơ khí động lực. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng và động lực cho sinh viên cùng những người say mê ngành cơ khí tự động hóa, điều khiển máy động lực. Qua đây, giảng viên, sinh viên nhà trường sẽ học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kiến thức vào bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm nhiên liệu.